Xin chào các bạn, thì hôm nay trước mặt các bạn đây là một sản phẩm mới mà mình mới vừa pick về từ siêu thị, cũng là một sản phẩm từ siêu thị mà thôi. Thì đây là một sản phẩm mình thấy nó khá là vừa mới lại vừa rất là quen thuộc. Thì nhìn sơ thì nó rất giống như là cơm cháy, mấy cái bịch cơm cháy mình vẫn hay ăn, nhưng mà đây được làm từ gạo lứt và gạo lứt họ sấy, và nó không phải là cơm cháy hoàn toàn, sấy trà bông với rong biển. Thì mẹ mình vẫn hay mua một số gạo lứt sấy, mình có ăn rất nhiều rồi, gạo lứt chiên đã khá là giàu rụm rụm á, nhưng mà ở đây người ta mix với trà bông và rong biển thì cái này chắc cho người ăn mặn được, còn người ăn chay thì ok, chắc là không ăn được cái này. Ở đây sản phẩm đến từ US Foodie. Và đây thì mình thấy cái packet này thì mình đã thấy đa số cái sản phẩm cơm cháy họ làm brand ở Việt Nam, local brand á, thì họ đa số sử dụng túi giấy nhiều hơn để cho có cảm giác nó organic và nó thân thiện cho mọi người nhiều hơn. Thì bên đây họ lại không dùng túi giấy, họ dùng túi kiểu này. Thì đây là cũng trong những cái loại bao bì cơ bản nhất khi đóng gói với sản phẩm liên quan tới phần cơm như thế này, cũng không gì là lạ. Ở đây họ dùng một cái phần bao bọc xung quanh là bằng giấy, thì có màu xanh rất là kiểu xanh, nó green, nó rất là organic, thì nhìn cũng được mặc dù nó không có thiên hướng bảo vệ môi trường lắm. Ok, ở đây đằng sau chúng ta có một phần đóng gói rất là chỉnh chu từ nhà sản xuất, chúng ta có cái hotline tư vấn khách hàng ở đây, có khối lượng, cái barcode rõ ràng, thông tin sản phẩm. Ok, đây là sản xuất ở Việt Nam luôn nhé. Thì cái đặc điểm của cái túi này đó, nó có điều hay ho là nó có phần túi zip trên này, mình có thể ăn xong không hết thì mình có thể đóng cái túi này lại, bảo quản bên trong vẫn không bị hư, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ xin phép được mở hộp cái bao bì cái gạo lứt sấy này, có vị trà bông mùi rong biển luôn này. Thật sự cổng quan sơ của mình thì mình thấy ở ngoài đây thì rong biển nhiều hơn trà bông, nhưng mà không biết sao ở đây người ta lại nhấn nhá là cái chữ gạo lứt sấy trà bông nó bự hơn rất nhiều so với chữ rong biển. Thì mình đang rất là tò mò, mình ăn thử xem là nó bên trong của nó thì sẽ như thế nào. Okay, mình có cái phần để xé tay ở đây. Cái này mình có thể xé. Thì sau khi xé thì nó sẽ lòi ra một cái ngấn ở đây để mình có thể đút cái ống tay vô đây, mình móc cái này ra và khí được tràn vào bên trong. Thì bắt đầu họ đóng gói là kiểu hút chân không á. Yeah, thì và ở đây mình có mấy cái hạt cơm gạo lứt sấy. Thì nó khác với cơm cháy là cơm cháy sẽ thành từng mảng, còn cái này sẽ thành từng cái hạt vụn. Ok, và ở đây mình đã có cái tô và mình sẽ xin phép đổ vô trong cái tô này của mình để có thể quay cho các bạn xem nó tiện nhất. Thì mình sẽ không đổ hết, mình sẽ đổ một mớ thôi, ở trong đây còn lại mình sẽ đóng. Yep, và như mình đã nói thì nhờ cái đặc điểm của cái túi zip ở ngay đây thì sau khi nếu mà mình ăn không hết mình có thể để lại để dành cho bữa khác, mình này mình có thể lấy ra ăn, tuyệt vời. Còn ở đây là mình có một cái bát, bạn thấy là ánh sáng hôm nay thời tiết cũng không được đẹp lắm, nhưng mà lên hình thì cái màu gạo không biết có phải lứt biết rồng không thì mình không rõ. Thì chúng ta sẽ coi lại phần ở đây, chỉ ghi là thành phần gạo lứt thôi chứ không ghi là lứt gì. Thì theo mình biết lứt biết rồng là những loại lứt rất mắc tiền. Thì ở đây chúng ta có, mình thấy ở đây có rồng biển nè, có chút xíu loại rau ở đây, mình nghĩ là hành. Ok, ở đây trà bông cũng khá là nhiều trà bông. Dạ, tôi đã hửi thấy cái mùi thơm của mùi gạo sấy lên. Bây giờ có lẽ mình sẽ xin phép ăn cho các bạn xem thì nó sẽ là như thế này. Theo góc này các bạn có thể nhìn thấy rõ cái bát của mình. Thì mình nghĩ là ăn gạo lứt như một cái loại snack như vậy thì sẽ có cảm giác là nó ngon hơn, nó dễ ăn, nó vui miệng hơn là khi mà mình ăn theo các phương pháp thực dưỡng. Các bạn nào biết cái phương pháp thực dưỡng dưỡng sinh Osawa rồi gạo lứt mua mè đó thì nó là những phương pháp ăn rất là trị bệnh, rất là tốt, nhưng mà rất ít người có thể follow được theo cái phương pháp đó, thì nó ăn rất là kiểu trai hát, nó rất là kiểu khó để ăn được và không phải ai cũng đủ ý chí và nghị lực ăn được. Mình nghĩ đây là sản phẩm tốt mà cho ai muốn ăn thử gạo lứt để thể thanh lọc được cơ thể, bổ sung năng lượng này nọ các thứ, mà ăn nó cũng vui miệng,
mà anh không bị thấy là nó quá khó để ăn. Dạ, rất đáng để thử. Và mình nghĩ là sấy thì nó đỡ hơn là cơm cơm cháy, và nó không có quá có nhiều quá nhiều nhiều ớt, không có cay quá. Nó cái này thì nó không có cay, nó vừa ăn thôi. Wow, nó lại đến từ một nhà sản xuất. Mình nghĩ là đối với US Food, người mình không hoodie này mình không có rõ về họ nhiều, nhưng mà theo cách đóng gói bao bì, cách mà họ làm sản phẩm, mình nghĩ đây là một nhà sản xuất rất là có tâm và có họ muốn mong muốn một sản phẩm chỉnh chu nhất có thể để nói cho mọi người. Thì mình nghĩ về chất lượng thì cũng có thể là tạm an tâm được về cái quy trình họ chế biến. Còn nếu như bạn thấy như mình thấy thì ở ngoài đường hiện tại mình ở Nha Trang, và các bạn không quá khó để bạn có gặp ngoài đường người dân họ phơi cơm, mình nghĩ là cơm cháy đấy, họ phơi cơm ngoài đường rất là nhiều. Ngoài đường thấy thì rất là nhiều bụi, giống như cách kiểu cổ truyền mấy cô dì chú bác ngày xưa, ông bà anh chúng ta vẫn hay làm phơi ngoài đường. Thì cái gì đó hơi đối với mình thì mình thấy nó hơi kém vệ sinh chút xíu. Thì cái này người ta làm có nhà máy sản xuất, quy trình thì nó đảm bảo vệ sinh hơn. Và đây là Vedet hôm nay, gạo lứt sấy chà bông nước biển. Mình cũng không rõ là người xem của kênh mình cũng có vẻ rất là quan tâm về cái chủ đề gạo lứt hay là gạo đen. Vì lần trước mình có một cái clip về gạo đen Phúc Thọ và mình rất ấn tượng về lượng view, nó vẫn tăng đều tăng trưởng, nó không tăng quá mạnh, nó vẫn tại vì số lượng những người thích vấn đề organic, những vấn đề về sức khỏe thì rất ít. Nhưng mà mình rất ấn tượng những cái lượng view nó vẫn tăng đều cho tới ngày nay. Thì rất là nhiều người quan tâm inbox hỏi mình mua cái đó ở đâu. Cho nên là mình nghĩ cái sản phẩm này các bạn xem qua chắc là cũng sẽ thích sản phẩm này. Đây là sản phẩm mà mình nghĩ là mình có thể tự tin và mình chia sẻ với các bạn, khuyên các bạn là nên mua ăn thử. Cho các bạn nào mới tập và muốn tiếp cận thử với cái cách phương thức ăn mà gọi là nó healthy, nó organic hơn, thì mình nghĩ đây là một lựa chọn không tệ. Nếu như bạn nào có những cái sản phẩm khác tốt hơn muốn mình review để giới thiệu cho các bạn và những người khác cùng có chung cái vấn đề mà họ đang muốn tìm hiểu về sức khỏe của mình á, thì có thể để lại cho mình ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Bạn nào thấy hay cho mình xin một like và share luôn nhé. Lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình cho mình xin một nút subscribe và chuông thông báo kế bên để có thể đón xem những video mới nhất về của mình. Cảm ơn bạn, gặp lại. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chọn xem cái video này của mình giữa hàng ngàn hàng vạn cái video hay ho ở ngoài kia được đầu tư về content, nội dung quay rất là tuyệt vời, hơn rất 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 nhiều so với kênh của mình. Mình hiện tại mình mọi thứ mình làm đều rất là sơ sài và mình không có đủ nguồn lực nhiều và thời gian để làm một cái clip chỉnh chu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình.